Royal Family mang tới một cái buổi lễ hội âm nhạc, thì thành ra là em muốn tập trung vào cái màn biểu diễn trước. Nó không phải là một cái gì đó nó bứt phá và quá ấn tượng, hát rõ lời hơn thì sẽ là con dao hai lưỡi rất là nguy hiểm cho tim của bạn. Cái bản phối này thì thời xưa năm thật như 90-80 có rồi, và nó rất giống với một vài cái rock nổi tiếng. Tình cờ thôi ạ. Không hay đâu, nhưng nó không nạp vào đầu chị luôn. Sáng tạo là không biên giới mà các bạn, tại sao không mạnh dạn? Đón xem chương trình Thần Tượng Đối Thần Tượng phiên bản Idol Cam phát sóng lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên VTV3 và phát lại lúc 20:30 trên kênh YouTube Diva Network bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 năm 2022. Smart TV Casper, trang cảm xúc vượt giới hạn, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.